Mọi người ơi, đây là tiết học cuối rồi mọi người. Thì thầy Thanh đang ở cạnh một hot girl thịt cầy, Phúc Dân. Ngày đầu tiên thầy gặp là bạn đó thích ăn thịt cầy. Bỏ khẩu trang nói chuyện mọi người. Phúc Dân, ước mơ Phúc Dân làm gì? Mở trang trại không? Mở quán thịt không? Không luôn, à bạn có không? Mở quán thịt cầy đúng không? Nói ước mơ làm gì nói thằng về thằng nghe coi. Rồi bạn mắc cỡ quá à. Mắc cỡ. Còn bạn này ước mơ gia đình lo nè. Rồi. Chồng lo, gia đình